con sói nè. Sợ. Quái trời. Không tôi rồi. Má ơi, vậy trời, từ từ xuống tát cái đầu ông nội. Gì quái trời. Chút xíu nữa là gầu rồi, tôi ông xã tôi về gấp rồi đó. Ê, em quay lên trên cây ra. Nó sợ rồi, nó sợ rồi, nó sợ. Nhát quá. Lấy cọng dây cột cổ đi về. Dạ, 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 nó quào. Nó quào. Hello, xin chào mừng ông bà, cô chú, anh chị, các bạn và mọi người đã trở lại kênh YouTube của Thăng Hoa TV. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị, em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Dòm nha. Này gì đâu đây vậy? Quay lại kênh gác rồi. Cái nhà ơi, thì hôm nay anh em mình trở lại miếu của ông già cái nhà. Thì cái nhà trong cái thời gian gần đây thì... Lâu rồi, chứ gần đây. Coi như là anh em mình lại kết hợp lại cả nhà vì... cái thời gian gần đây thì muốn lộn. Anh em mình cũng có chuyện với nhau á, muốn chia tay, muốn lộn. đừng nói quýnh lộn, quýnh lộn xong rồi giờ không đi chung nữa, đây cũng lâu rồi ta, chắc cũng nửa năm nay quá, nửa năm chưa, nửa năm quay riêng chưa, chắc lâu rồi, không tới đâu, không lâu rồi, tháng gì? Hình như tôi nhớ là qua Tết là hình như mới riêng rồi. Như qua tới nhưng mà giờ tháng 9 này, tháng 8, 9 này, lâu lắm rồi. Thì miếu ông già này thì anh Nguyên thì từ cái dạo ấy đến nay thì không có trở lại. Mình thì mình ở hoài cái nha. Có một đợt là hôm đó là chắc chưa anh với vợ anh có vô đây cúng giùm một người chị. À cúng cúng cơm hay gì phải không? Đúng rồi, cúng cơm chay, trái cây này kia đó thì lâu lắm rồi, tới bây giờ luôn đó. Thì không có trở lại đây thì hôm nay mình đặc biệt đi theo anh Tú. Thì cũng như là trong thời gian trước đây là lúc mà anh em mình nghỉ quay đến giờ đó thì ở trong này cái vong quỷ sói đó là không biết là nó mất tích luôn hay là nó ẩn thân ở đâu đó thì không biết. Hình như nhớ là tự nhiên có một lần mình đến mình quay gặp nó. Nhưng mà thời gian không trở lại nữa cái nó mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn. Ừ. Thì cái nhà thì cái nơi này thì nói chung mới gần đây, tại mình đến miếu này cũng dài gần lắm, là mình mới giúp được cái vong của cái bà tên là Nhung mà bà bán chả cá đó. Cái nhà thì hầu như ở miếu ông già thì từ trước tới bây giờ thì anh em mình cũng đã nói rất nhiều về cái ngôi miếu này. Thì nơi đây là giữa đồng mà, cho nên là với lại có ngôi miếu người ta có cúng kiến nhang khói đó, thì những cái vong linh họ sẽ tụ về đây để họ hưởng những cái nhang đó cả nhà. Mà cái ông già này rất là lâu rồi ha, mình không thấy xuất hiện nữa. Không biết. Không còn thấy xuất hiện tại nữa. Anh đâu có vô đây đâu biết. Tại vì hồi trước á thì những cái vong linh mà khó khăn quá thì anh em mình mà kiểu như làm không lợi hoặc là giúp không được á thì ông ta xuất hiện, ông già xuất hiện giúp đỡ. Và cái thời gian nói chung là từ đầu năm đến giờ á là hầu như là ông già không còn thấy xuất hiện nữa cả nhà. Không biết là ông có đi phiêu du thế giới giúp đỡ người này người kia hay không, hoặc là ông có kiểu như khi nào cũng thành chánh quả rồi đó, người ta về cõi trời hoặc thế nào đó rồi, chỉ còn cái miếu thôi. Thì lúc trước đó, thì anh em mình khi mà vô trong đây là rất là nhiều khó khăn vì có rất là nhiều cái vong dữ, thì hầu như là những cái đôi khi mà anh em mình xử lý không được thì ông già lại xuất hiện giúp đỡ anh em mình. Thì trong cái thời gian đó anh em mình rất là mang ơn ông, bởi lúc trước anh em mình vào đây lúc nào cũng cúng kiến cho ông đầy đủ hết cả nhà. Thì lý do hôm nay mình đến miếu ông già này thì cũng thật sự nó thật sự ra là sợ chết đuối. Nói chung là hôm nay có lẽ là anh em mình sẽ đảo lại cái hồ chỗ ma gia, nhưng mà sợ chết đuối nên không dám trở lại, nên mới đến miếu ông già xem thử có vong linh nào đang cần sự giúp đỡ của anh em mình hay không cả nhà. Thì cả nhà thì ở lần trước thì khi mà về là nói chung là bị cảm luôn,
Nói chung là gió quá, gió lạnh. Gió lạnh thứ nhất, thứ hai nữa. Mà khi về thấy hai, khi coi video là thấy hai cái bông ghê quá. Hai con. Hai con à. Thấy hai cái con nó giống như là một cục đen đen. Không ai nhìn kỹ là làm thấy như là cái đó là cái đầu hay vậy. Cái đầu đó. Những cái đầu nó nổi bình bình mặt nước á. Nó lợn 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 là, ê, có một con là đến gần bắt nha, lấy cái đồ ăn á. Giật cái gì á. Giật bánh xuống sông luôn. Ừ. Nó định lấy nhang nó lấy không được. Thì nếu mà hai cái con mà già đó, nếu mà một mình chắc tiêu quá. Tiêu chắc luôn. Ừ, tiêu chắc. Thì cái nhà theo mình nghĩ là hai con ma da đó là một con là đứa bé, một con là cái con mà bắt đứa bé đó, con mà kéo đứa bé đó. Thì thôi cái nhà, bây giờ anh em mình sẽ đi vào bên trong miếu và xem thử hôm nay ở trong miếu già có con linh nào mới để anh em mình giải quyết hay không cả nhà. Ok, thì hai anh em mình xin mời quý cô chú anh chị mình theo chân của anh em mình nha. Thì thôi cả nhà. Thì cô chú anh chị ơi, thì bây giờ hai anh em mình sẽ bắt đầu đi tiến vào bên trong miếu mọi người. Đi luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ là người cầm cameraman, còn Nguyên Gồm sẽ là bị đi người đi trước để xem coi có vô linh hay không. Có gì là quất liền. Thì người không quất liền, chạy trước luôn. Mình chạy mình không có cầm gì, chạy dễ lắm đó nha. Cây này nay ấu ong dữ vậy chàng. Gì? Ê. Chà. Gì vậy? Hết hụt dưới hôm nội. Ở cái gì trên cây cái súng á. Ê, ê. Cái gì? Cái bóng ở sao mà mặt đỏ trên đó kìa, thấy không? Hồng hồng nè. Thấy không? Trong đó thấy không? Thấy. Ôi con sói. Thấy không? Con sói nè. Sợ rồi. Sợ. Quái trật. Còn. Gì quậy vậy? Có cái gì đó, cái cục đây nè. Gì à? Cái cục đá. Ừ, cục đá nè. Mà sao? Ê! Gì nữa? Đâu gạch đá dữ trời. Ê, cái cẩn thận nha, chừng bể đầu nha. Thấy đâu trên cây cái xuống không á. Ê, con cái con quỷ này đâu rồi? Đằng gốc cây đó đó. Cây hả? Tự đi dòm lại đây. Thấy không? Không có ông nội. Gì? Đứng đó rồi. Nãy đứng đó mà. Không tiêu rồi. Ôi má ơi, vậy trời, từ từ xuống tát cái đầu ông nội. Gì quậy trời. Chút xíu nữa là gầu rồi, tôi ông chở tôi về gấp rồi đó. Ê, em quay lên trên cây ra. Nó kế bên tôi luôn. Nè, tôi ngồi đây mà nó kế bên đây nè ông nội. Tôi sẽ lên đường rồi. Nguyên cục bự này hả? Ừ. Này nhập viện thiệt á. Chết luôn á, má não chết luôn á. Sụp sọ. Quá ghê rồi. Thì lại gọi cái gốc cây này coi. Hồi nãy nói trên cái cây nè. Ê mà cái cây này lúc trước giờ anh em mình đến thì thường là gặp nó thường xuyên quá ta. Thì gốc cây này không nè. Không nè. Ê. Ê nghe tiếng gì không? Nè. Nghe tiếng không? Nghe tiếng. Ở đâu rồi? Không biết. Ê lấy nóng quầy em đội vô không? Dạ. Lấy nóng quầy em đội chắc ăn mẹ cái đầu rất bụp xuống kìa. Đâu có đầu nóng quầy hiểm đâu, đâu đem theo nóng quầy hiểm đâu. Gì vậy? Nó ngồi đằng chỗ đó gì kìa. Tôi thấy anh. Ê! Ngồi bằng đá. Phải không? Ngoài nhìn đâu thấy rồi, xa quá. Cái gì quậy trời? Gì trời? Gì mà canh quá ta. Ủa đâu rồi? Hay vậy? Mới ngồi đây nè.
Nó mới ngồi chỗ cái ghế này nè. Ừ, nó uống nước mía nữa vậy nè. Nó uống nước mía hả? Có ly nước mía nè. Ghê vậy, con này nó uống nước mía. Mà ly này cũ gì quá. Hai ông nội, cái ly này đâu đời nào. Ly này đâu người ta ban ngày tôi uống. Hàng gì nãy giờ tôi nghe tưng gì cái gì vậy? Thì nó có chung gió nè. Chung gió ông nội ơi. Thì cả nhà thì nãy giờ anh em mình đang thấy cái con quái quỷ gì á, con quỷ đầu sói. Quăng 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 đấy nè. Mà trời ơi. Kìa kìa, đứng đây kìa. Mày là người hay là sói đây? Để dùng dùng vỏ đấu với nó. Đây. Quýnh lộn nó đi. Rồi khoan, quýnh lộn nó, hỏi nó cái. Hỏi nó đi. Giờ ý tức rồi. Cho hỏi cái vong này vong là quỷ gì đây? Biết nói chuyện không? Biết nói chuyện không? Không à, không. Không biết nói chuyện mà nó nghe được. Con quỷ nó dốc láo. Là không biết nói chuyện mà mình nói chuyện nó hiểu được, sao kỳ vậy? Bây giờ mày là ai đến đây? Mày khai đi. Mày là người hay là yêu tinh biến thành? Chó. Chó. Hay là chó? Xúc miệng. Cho mày trái dừa khô là mày lên đường mày luôn đó nha. Đây. Gì? Mà chó rồi. Mà chó. Mà không biết là chó thành người hay là chó biến thành ma hay là người ta thành ma chó nè. Không biết. Cho hỏi về đây là bây giờ mình có cách gì mình xin hôn nha không? Bây giờ là được hai cái lỗ nam hay nữ? Cái gì? Gì? Cái gì? Đi gặp đi vuốt gai là có con đực hay có con cu. Vậy là đất ha? Là đất. Cái gì? Không hiểu luôn. À, vuốt tóc là nữ. À. Vuốt tóc nè. Vậy là chó cái rồi. À. Mày giờ cho hỏi là bây giờ cái bàn tay móng không mày? Móng đen. Sao xuất hiện đây? Hả? Mày có đói không? Có đói bụng không? Đói hả? Đói để giờ cần ăn uống gì không? Cần hưởng nhang không? Mà quên nó sói hưởng nhang được không? Được hả? Mày khép miệng lại được không? Mày họng mày bị liệt cái gì vậy? Bị liệt á? À, có họng là mở nha. Sao để đứt chờ vỏ mày đã đứt cơm như hàm dứ á. Đá nó đá anh nè. Đứt cơm hàm dứ à. Luộc bây giờ. Bây giờ như là nếu mà muốn giúp đỡ tôi sẽ xuống vào mặt này. Giúp tôi hay tôi giúp cho. Nó sợ rồi, nó sợ rồi. Nhát quá. Lấy cọng dây dây cột cổ đi về. Dạ, nó quào. Nó quào. Thì hung ha. Muốn giúp đỡ không? Tôi không ngờ quýnh lộn tôi đâu. Chơi vô cái gì? Tí quyền với nó luôn. Vô. Sao rồi? Gọc cây, gọc cây. Con ma này. Ê, chắc tôi còn thấy có một con gì nữa quý. Nó không phải một con này không đâu. Ê, hiền chút gặp nó hỏi nó nữa coi. Ây da. Cái gì sợ? Ây da. Gì vậy? Tôi bị xô. Bị xô hả sao? Ừ. Nãy anh không có cầm đèn, không có thấy. Ê, cái con ma sói này thì là nó thấy nó cũng vui vẻ ha. Nó không có... Nó cũng vui. Ừ. Tôi mới xô đây là đây giống như
Đây à? Ừ. Ê, nó đâu đây nè. Kìa, đáng nghe. Đó nè. Mới nghe thì. Cái gì trời? Cái cục đá luôn nội ơi. Ê, coi chừng còn một con nữa. Quan sát kỹ rồi. Nãy giờ là anh thấy nó ở đó phải không? Mà có tiếng động này nữa. Ừ. Không lẽ nó làm ta? Chắc không được đâu, tại vì sao? Bây giờ là hỏi nè. Đây nè. Bây giờ nè mày để tao đặt ngải đi. Đây mẹ đó nghe. Đó. Giờ tao hỏi mày nè. Mày muốn đưa anh em tao cúng cho ăn không? Muốn ăn không? Muốn cúng cho ăn hưởng nhang không? Hả? Muốn ăn không? Ghê quá ông nội tôi, sao mày đầu. Này nghe hỏi nè, ở đây có cái bông nào nữa không? Hai con mình mày. Hai à? Là mày là hai luôn phải không? Là một mình mày với một con đó là hai. Vậy tôi nói là mày nữa là hai phải không? Nó không chịu. Nó có cái đèn. Bây giờ như nè. Bây giờ xíu hai anh em tụi tao cúng đúng không? Mày mày kêu cái vong là hưởng luôn nha. Mày nhớ lại nha. Mày nó có quen nhau không? Không quen hả? Cái gì? Trời. Đâu? Đâu đây vậy? À, tôi biết rồi, nhậu phải không? Nhậu. Ăn thịt chó thì nhậu. Nói cái quái quỷ gì? Dữ. Ờ nó dữ. Tôi nghe được tiếng dữ. Là con quỷ nó dữ. Dữ. Bây giờ nè. Mà hồi cúng á, dụ nó nói đó cái đồ cúng kêu lại ăn. Được không? Nó là chó hả? Cái mẹ không? Vậy sao ta? Quỷ nó ăn hay gì? Không, này nó sợ, con quỷ ăn thịt chó, người nó sợ. Vậy là tao vô trái dừa nó là ok luôn đó. Đầu. Thôi bây giờ vậy đi, bây giờ mình cúng đi. Tất nhiên nếu con quỷ con có mặt đây thế nào? Trời. Thế nào nó lận nó hưởng à? Nó đó. Nó à? Thôi bây giờ mày đi đi. Nó sợ. Đi rồi. Để đi cả nhà. Thì cô chú anh chị ơi, thì nói chung là cái con sói này, con chó này á, cái cây này nè. Cái cây này nó mới vớt vô nè. Lát lấy cây này lát làm phép vô. Ông bà ơi. Con này dữ lắm. Bây giờ không biết con nó ra thế nào, bây giờ mình làm mình cúng đi. Giờ mình cúng đi coi cúng ở đâu vậy nè. Hay là gốc cây đó ta. Cúng gốc cây không được mà cúng miếu được nữa. Cúng miếu đi. Cúng miếu có cái bàn đây nè. Ờ cúng ngay cái bàn đi. Thì cả nhà thì bây giờ thôi hai anh em mình xin phép tạm ngưng để anh em mình chuẩn bị và cúng kiến nha cả nhà. Thì cô chú anh chị ơi. Thì anh em mình sẽ cúng ở cái vị trí dưới cặp con miếu đó mọi người. Ây à. Tại vì để trên bàn á thì gió quá anh em mình sợ nhang nó tắt mọi người. Nên để cúng cái này cho đỡ phức gió chút xíu nè. Hồi lúc trước á khi mà vô trong này á là cái miếu nằm ngay cây đó. Bữa nay là giờ qua đây cả nhà. Thì cái miếu nằm chỗ này nè. Ừ. Cái gì vậy? Cái con chó. Chó nè. Ừ. Tiếng chó. Cúng nhang. Cái con kia ai mà đang chu lỡ chéo cái ghế cái bồ à.
cái chuông gió này đó là khi nào mà có vong linh á thì nó sẽ lắc kêu. Nhưng mà đó là cái điều mà giống như là người ta chỉ nói vậy thôi chứ thật sự có gió cũng kêu à. Chèo trong quất á. Này cái này bà đốt cái được không? Gió cái này bay hết trơn à. Còn đốt đi. Đốt nó không có cháy, nó bay đi chân. Bỏ vô bịch đi. Bây giờ đốt cũng bánh với nhang thôi cả nhà. Ở nhà xác cấp hiện cho nó phức gió đi. Ê, trong, ở trong đó còn ba nén hương đó, lấy đốt vào đây luôn. Nè. Đốt một miếu luôn. Cái một ông ngồi bên đây nó là mất tiêu rồi ta. Ừ, mất tiêu chưa này. Còn cái bác hương không à, à ta, chắc ta thỉnh rồi quá ha. Mấy em nghĩ mấy ông đó người ta không thỉnh đâu. Ừ. Ông đó mà em thỉnh đâu. Cái ông đó kêu bảo ông vua hay là một cái vị quan gì đó. Ừ. Quẹt cho nó hết ga. Ủa? Trái quẹt em còn ra gió quá. Gió quá dễ ấy quá. Không thì đẩy nó phức rồi được á. Ừ. Phức rồi mới cháy. Bây giờ mình sẽ để cái mít đây cả nhà.
Quỳ xuống. Quỳ xuống. Bánh bọng vô tay cho này. Bánh còn có một cái. Bánh. Ừ. Đá. Đá. Thì cô chú anh chị ơi, thì nãy giờ anh em mình ra ngoài nói chung cũng ngắn thôi, không có lâu nữa. Đảo vô thì thấy bánh bọng này nọ rồi thấy không còn nguyên vẹn nữa. Con lợn nó ăn rồi. Mà biết là con nào ăn nè, con quỷ con chó hay là con gì ăn? Biết nữa, thì hồi nãy khi mà hai anh em mình thấy cái vong quỷ chó đó thì hai anh em mình có kêu khi mà hai anh em mình cúng thì hãy lại hưởng, thì theo mình nghĩ chắc nó đến nó ăn. Ừ. Rồi chú anh chị thì để anh em mình về xem coi cái video này như thế nào nha. Tại okay. Vì con chó nói là có con quỷ dữ đây nè. Thì cả nhà thì nếu mà quý cô chú mình xem thì có gì thì hãy comment ở bên dưới để cho anh em biết nha. Ok, chào người, chúc người sức khỏe nha. Chào cả nhà.